Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết. Bản tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay 14 tháng 9, sang ngày mai 15 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13 tháng 9 đến 3 giờ sáng ngày hôm nay 14 tháng 9 có nơi trên 100 mm, như Cửa Ông Quảng Ninh 188,7 mm, Trung Hội Thái Nguyên 121,4 mm, Thanh Mai Bắc Cạn 120,6 mm. Ngoài ra, trong vòng 24 giờ, từ 20 giờ ngày 12 tháng 9 đến 20 giờ ngày 13 tháng 9, tại các khu vực các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như Mường Khiêng Sơn La 113 mm, Xín Trải Điện Biên 101 mm, Nậm Quẩy Lai Châu 88 mm, Trung Tâm Yên Bái 114 mm, Khánh Yên Lào Cai 105 mm, Đông Lợi Tuyên Quang 103 mm, Mẫu Sơn Lạng Sơn 164 mm, Trực Tây Bắc Giang 109 mm. Dự báo diễn biến mưa lớn trong vòng 24 cho đến 48 giờ tới. Trong ngày và đêm nay 14 tháng 9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có khu vực Hà Nội có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 120 mm. Từ ngày 15 tháng 9, mưa lớn ở các khu vực này có xuống giảm dần. Đối với các khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9 có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to, lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa đến Nghệ An từ 70 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Riêng với các khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Bình từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Cảnh báo mưa lớn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn có khả năng kéo dài đến ngày 16 tháng 9, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Riêng đối với các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo từ ngày 15 đến ngày 2 tháng 9, rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ tiếp tục dịch chuyển về phía Nam Bộ qua các tỉnh Trung Bộ. Khoảng ngày từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 9, có khả năng trục này sẽ đi qua khu vực Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới chi phối cho khu vực này khoảng 2 đến 3 ngày đầu, từ ngày 16 tháng 9 rút ra phía Đông, khoảng từ ngày 18 tháng 9, áp cao cận nhiệt đới này hoạt động mạnh dần. Trục của áp cao cận nhiệt đới đi qua các tỉnh Bắc Bộ nén rãnh áp thấp đi qua khu Trung Bộ dịch chuyển về phía Nam. Vậy, thời tiết khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong vòng 10 ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn cục bộ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp từ ngày 15 tháng 9 trở đi. Sau đây sẽ là một số thông tin thời tiết trên biển. Hiện nay ngày 14 tháng 9 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trạm đảo Phú Quý đã có gió Tây Nam mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7. Dự báo trong ngày và đêm nay 14 tháng 9, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Bình Định đến Bà Rịa Vũng Tàu có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và qua động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước trong ngày hôm nay 14 tháng 9 sang ngày mai 15 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng trong chiều và chiều tối nay và lặp lại trong đêm nay và sáng sớm ngày mai 15 tháng 9. Tình trạng mưa về đêm và sáng này sẽ còn duy trì trong ngày 16 và ngày 17. Sang đến ngày 18, mưa có xuống giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác ở một vài nơi về chiều và chiều tối. Dự báo với hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày hôm nay, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ. Đối với các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày 15, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này.
Mưa có xuống giảm ở khu này từ ngày 16, sáng trời nhiều mây về chiều có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này, duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 31 độ. Về đêm từ 23 đến 25 độ duy trì đến ngày 23, những ngày có mưa to nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với khu vực Hải Phòng, đêm qua và sáng sớm nay khu vực này có mưa rào và dông cục bộ, có mưa vừa ở một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này trong trưa và đầu giờ chiều nay. Tình trạng mưa về đêm và sáng này sẽ còn duy trì trong ngày 15 và ngày 16. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Khả năng từ ngày 20 khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày hôm nay, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, trong ngày hôm nay, khu vực này có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại đến ngày 16. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Từ ngày 17, mưa có xuống giảm. Mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về chiều và chiều tối. Về sáng trời nhiều mây, về chiều có những khoảng nắng gián đoạn là thời tiết chủ đạo của khu này duy trì trong nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 23. Những ngày có mưa to, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với khu vực Thái Nguyên, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông cục bộ, có mưa vừa và mưa to. Mưa có xuống gia tăng trong trưa và đầu giờ chiều nay. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong đêm nay và sáng sớm ngày mai 15 tháng 9. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cần đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Từ ngày 16, mưa có xuống giảm dần. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ. Về đêm từ 23 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Ngày 14 cho đến ngày 16, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ. Đối với các khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, trong đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này có xuống gia tăng và lặp lại trong chiều và chiều tối nay và duy trì trong đêm ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai 15 tháng 9. Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa. Từ ngày 16, mưa có xuống giảm. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày hôm nay và ngày 15 tháng 9, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Chuyển đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, đối với các khu vực Lào Cai và Yên Bái. Đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. 15 mưa có xuống giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác ở một vài nơi về đêm và sáng sớm. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày 14 tháng 9, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với khu vực Điện Biên, khu vực Lai Châu, đêm qua và sáng sớm nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày hôm nay. Và ngày 15 tháng 9, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Những ngày sau đó mưa có xuống giảm, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ. Về đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, duy trì đến ngày 23. Chuyển đến thời tiết khu vực Trung Bộ, đối với các khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, đêm qua và sáng sớm nay khu vực này trời nhiều mây, có mưa rào rải rác. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này trong chiều tối và đêm ngày hôm nay, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày 15 và ngày 16. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Từ ngày 17, mưa giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về đêm và sáng. Từ ngày 20, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày 14 đến ngày 16, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với các khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trong đêm qua và sáng sớm nay khu vực này có mưa rào rải rác ở một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này trong chiều tối và đêm nay, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới.
Dự báo với hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Chiều tối và đêm trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Bình Định và Phú Yên, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Về chiều và chiều tối, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Mưa có số gia tăng ở khu vực này trong chiều và chiều tối ngày 15 cho đến ngày 17, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng, là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Chiều và chiều tối, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to ở một vài nơi, sẽ là thời tiết chủ đạo về chiều và chiều tối của khu vực này duy trì trong nhiều ngày tới. Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Từ chiều chiều tối ngày 18 mưa có xuống giảm. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ. Về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 23. Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, đối với các khu vực Gia Lai và Kon Tum, trong đêm qua và sáng sớm nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối ngày hôm nay và duy trì về đêm và sáng ngày mai 15 tháng 9, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày 16 mưa có xuống giảm, mưa chỉ còn xuất hiện dưới diện rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi về chiều tối và tối. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì cho nhiều ngày sau đó. Dự báo với hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 22 đến 24 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày 14 và ngày 15, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với các khu vực thuộc Nam Tây Nguyên, trong đêm qua và sáng sớm nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác, mưa có số gia tăng ở khu vực này trong chiều và chiều tối ngày hôm nay và sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều và chiều tối nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng, cao điểm của đợt mưa này trong ngày hôm nay và chiều tối ngày mai, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 23. Riêng trong ngày 14 và ngày 15, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ, đối với các khu vực Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Chiều và chiều tối trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Từ chiều và chiều tối ngày 18, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo với hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 32 độ. Về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 23. Những ngày có mưa to, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, đêm qua và sáng sớm nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này trong chiều và chiều tối ngày hôm nay, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Từ ngày mai, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tuy nhiên, thời gian mưa ngắn, tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì và lặp lại cho nhiều ngày sau đó. Từ ngày 18, khả năng khu vực này sẽ bước vào đợt mưa mới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo với hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng. Chiều và chiều tối trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi, là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Mưa khả năng có xuống gia tăng ở khu vực này từ ngày 18. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 29 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn. Chiều và chiều tối trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì và lặp lại nhiều ngày tới. Cơn mưa cần đề phòng dông gió giật mạnh.
Dự báo về hạn dài cho nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, chiều và chiều tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi, là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày hôm nay và sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa có xuống giảm về diện cũng như là về lượng. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này từ chiều và chiều tối ngày 18. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo hiện ra nhiệt độ cho khu vực này, độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 23. Đối với các khu vực Cà Mau và Kiên Giang, sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng gián đoạn, có nơi trời nắng, chiều và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi, sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này duy trì cho nhiều ngày tới. Đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Từ chiều và chiều tối ngày 19, khả năng khu vực này sẽ bước vào đợt mưa mới. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì cho nhiều ngày tới. Chi tiết của đợt mưa này chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Dự báo về hạn dài nhiệt độ cho khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 22. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.